Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Mr. House. Kênh YouTube chuyên về các sản phẩm loa, các sản phẩm audio nội địa. Và hôm nay Mr. House sẽ gửi đến mọi người một đôi loa toàn giải rất là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đôi loa này có nhãn hiệu là Kenwood. Và đây là một đôi loa nội địa Nhật ha. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào đôi loa này. Thì mọi người nhớ ủng hộ Mr. House bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh, cũng như là bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất trên kênh YouTube Mr. House. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo cái kích thước của loa trước nha. Để những anh em nào mình có những cái đôi thùng phù hợp thì mình lên thùng. Đầu tiên mình sẽ đo kích thước của cái vành loa. Ở đây mình sẽ đo trực tiếp trên này ha. Thì anh em nào mình có thùng thì mình đôi này á thì có kích thước vành là 10 cm, chính xác là 10 cm luôn nha. Đây nè, mình đo cho mọi người xem nha. Rồi, kích thước lỗ bắt lo, kích thước lỗ bắt lo là 11.5 cm đó. Thì ai mà có những cái đôi thùng cái lỗ bắt lo là 11.5 cm thì mình sử dụng cặp này rất là ok. Và đường kính của cái viền lo là 10 cm, thì cái đường kính của cái lỗ lo, cái lỗ thùng lo của mọi người á thì tầm khoảng 9.5 cm là ok nha. Mình đo cái lỗ thùng lo của mình nó 9.5 là ok, là bắt vừa đôi lo này. Mình xin nói đây là một đôi lo toàn giải nha, nên là chúng ta chỉ cần một cặp lo như thế này là chúng ta đã có thể chơi nhạc rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đo cái chiều sâu của lo. Chiều sâu của lo thì khoảng là 6.5 cm. Mình đo chiều sâu của lo để làm gì? Để những cái anh em mà mình chơi CD ô tô, mình ghép lên những cái xe ô tô mình á thì mình biết chiều sâu để mình gắn ha. Thì đôi này á mình lên xe ô tô thì mình sẽ lên cái tắp lô phía trước phía sau nha, chứ cánh cửa mình gắn không vừa đâu. Mình nghe cái này thì mình thay thế cái loa zin của những cái xe ví dụ như Spark hay Skimolin á thì sẽ hay hơn. Hay hơn cái loa zin theo xe nha. Nhiều anh em chơi cũng đã có đánh giá rồi và cũng có những cái video gửi cho Mr. House. Rồi, đây nè, cái hông số của cái cũ 500 nha. Đó, Kenwood nè, 500 đôi, 500 từ đôi nè. Cặp này thì còn rất là ok, rất mới luôn nha. Sexy 7 màu, bao nguyên zin 100% luôn. Chắc âm thì khỏi phải chơi rồi. Cặp này mình có test ở trên cái trang cá nhân Facebook của mình và trên cái Zalo của mình nha. Thì mọi người mình thích thì mình lên đó để mình nghe cái chất âm. Đôi này viền nó là viền cao su nha, cao su rất là mềm. Những cái đôi mà cao su viền mềm như thế này cái tiếng nó rất là chi tiết nha. Đó, viền mềm. Cái này là do là cấu tạo của nó nha, chứ không phải là nó bị lão hóa. Đây là cái viền của nó là như thế này nè. Viền cao su rất là mềm nha. Và mình khẳng định là đôi này nó còn rất là mới và cái viền này á là còn rất là ok, chưa có bị lão hóa theo thời gian nha. Màng là màng poly nè, poly nhựa đó. Đây nè, đẹp long lanh hết đó, đẹp long lanh ha. Hai chiếc, một đôi này thì mình đã giá chỉ có vài trăm ngàn thôi, nhưng mà cái lo này nó rất là chắc nha, rất là chắc luôn, rất là nặng nè. Mình lên những cái cặp thùng toàn giải thì mình nghe rất là ok. Mấy tờ háo cũng hay nghe mấy cái lo như thế này hết. Thì chúng ta có những cái đôi thùng chúng ta thay đổi cái chất âm của cái cũ lo. Thì đôi khi mình nghe mình chơi audio á thì cái tai của mình nghe nó lạ lắm. Mình nghe một thời gian thì những cái đôi lo của mình nó sẽ quen với cái tai và mình muốn tìm một cái chất âm mới thì chúng ta sẽ thay đổi những cũ lo như thế này. Rồi ok mọi người nha. Thì Mr. House cũng vừa giới thiệu với mọi người một đôi lo toàn giải của Kenwood. Thì ai mà đam mê, ai mà thích cũ lo này thì mình liên lạc với Mr. House qua số Zalo là 0949462206 để sở hữu em nói ha. Anh em nào mình lấy á, thì vui lòng cọc dùm Mr. House 100k ha. Rồi mình lúc đó mình sẽ ship hàng. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem cũng như là ủng hộ kênh YouTube Mr. House. Chào mọi người nha.